Chào các em học sinh. Ở tiết trước thì các em đã học về kinh tế Trung Quốc. Tiết 3 thực hành thì các em được giảm tải. Các em tự nghiên cứu thêm để rèn luyện lại một số kỹ năng địa lý cần thiết như là kỹ năng chọn biểu đồ, kỹ năng tính toán xử lý số liệu, vân vân. Và hôm nay chúng ta sẽ học về một khu vực rất giàu có về tài nguyên thiên nhiên và là một trong những khu vực có nền kinh tế phát triển năng động nhất hiện nay. Đó chính là khu vực nào? Cô mời các em xem tiếp một số hình ảnh và cho cô biết đây là hình ảnh của những quốc gia nào. Như vậy thì theo trình tự, hình ảnh số 1 đó chính là Hồ Gươm ở Việt Nam. Số 2 là tượng sư tử ở Singapore. Hình ảnh số 3 là tháp đôi ở Malaysia. Và hình ảnh số 4 là di tích Angkor ở Campuchia. Như vậy thì các quốc gia chúng ta vừa nhắc đến đó chính là thuộc khu vực Đông Nam Á. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng học về khu vực này. Bài số 11, khu vực Đông Nam Á. Khu vực này có diện tích 4,5 triệu km vuông, dân số 556,2 triệu người năm 2005. Khu vực này gồm có bao nhiêu quốc gia? Đó là các quốc gia nào? Các em xem hình ảnh. Đông Nam Á gồm các quốc gia sau: Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines, Brunei và Đông Timor, tổng cộng là 11 quốc gia. Vừa rồi chúng ta đã đi khái quát sơ lược về ở khu vực Đông Nam Á. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi tìm hiểu cụ thể về tự nhiên, dân cư và xã hội của khu vực. Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội. Nội dung bài học của chúng ta. Thứ nhất là chúng ta tìm hiểu về tự nhiên, gồm vị trí địa lý và lãnh thổ, đặc điểm tự nhiên, đánh giá điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á. Phần thứ hai là dân cư và xã hội. Sau đây chúng ta đi vào nội dung bài học. Một là mã tự nhiên, một nhỏ vị trí địa lý và lãnh thổ. Phần này thì các em làm rõ cho cô ba ý. Thứ nhất là khu vực này nằm ở đâu của châu Á, tiếp giáp với ai. Thứ hai là lãnh thổ chủ yếu là gì. Và thứ ba là các em phải đánh giá được ý nghĩa của vị trí địa lý đối với sự phát triển kinh tế của khu vực. Rồi, cô mời các em quan sát hình ảnh. Đây là hình ảnh về một số quốc gia ở châu Á. Đây chính là khu vực Đông Nam Á. Như vậy thì khu vực này nằm ở phía đông nam của châu Á, tiếp giáp với hai đại dương lớn đó là Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Ngoài ra, nó còn nằm giữa lục địa Á Âu và lục địa Australia, nên có thể nói khu vực này có vị trí cầu nối giữa lục địa Á Âu và lục địa Australia. Về lãnh thổ, các em quan sát hình ảnh thì chúng ta thấy lãnh thổ của Đông Nam Á chủ yếu là các bán đảo và nhiều đảo. Bán đảo thì đây chính là bán đảo Trung Ấn do vị trí nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Một số đảo như là đảo Kalimantan
Đây là đảo có diện tích lớn nhất khu vực và cũng là đảo lớn nhất châu Á, là đảo lớn thứ ba trên thế giới. Đảo Java, đảo Sumatra, đảo Sulawesi, đảo Luzon, đảo Mindanao và vân vân. Và nhiều đảo như vậy thì chúng ta gọi đó là quần đảo, và quần đảo này có tên là quần đảo Mã Lai. Như vậy thì Đông Nam Á chia làm hai bộ phận rất rõ, đó là bộ phận nằm trên bán đảo Trung Ấn và một bộ phận nằm trên quần đảo Mã Lai. Vị trí địa lý của Đông Nam Á có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển kinh tế của khu vực? Chúng ta sẽ cùng phân tích. Ở đây chúng ta thấy là Đông Nam Á tiếp giáp với hai đại dương lớn, cho nên sẽ thuận lợi cho việc phát triển các ngành kinh tế biển như là giao thông vận tải biển, du lịch biển, khai thác khoáng sản biển, thủy sản. Và Đông Nam Á còn có vị trí cầu nối giữa lục địa Á Âu và lục địa Australia, nằm kề Trung Quốc, Ấn Độ, nên thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế, tiếp thu các nền văn hóa lớn trên thế giới như văn hóa Trung Quốc, văn hóa Ấn Độ, văn hóa Australia, văn hóa Á Âu. Chính vì vậy mà văn hóa của các quốc gia Đông Nam Á rất đa dạng và độc đáo. Đồng thời với vị trí nằm ở ngã tư hai lục địa, hai đại dương, nên ngoài ý nghĩa về kinh tế, văn hóa, khu vực này còn có ý nghĩa về mặt chính trị. Có thể nói, vị trí địa lý của khu vực mang tính chiến lược. Ngoài các thuận lợi vừa nêu thì khu vực cũng có một số khó khăn như do nằm kề vành đai lửa Thái Bình Dương nên thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, động đất, sóng thần, núi lửa. Và với vị trí địa lý mang tính chiến lược lại rất giàu có về tài nguyên nên thường bị các đế quốc dòm ngó, tìm cách can thiệp vào nội bộ của khu vực. Sau đây là nội dung chính. Các em có thể ghi nhận lại. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu hết phần 1. Tiếp theo, chúng ta sang phần 2. Đặc điểm tự nhiên. Ở phần lãnh thổ chúng ta vừa nói lúc nãy thì Đông Nam Á chia làm hai bộ phận rất rõ, đó là phần nằm trên bán đảo Trung Ấn và phần nằm trên quần đảo Mã Lai. Phần bán đảo Trung Ấn được gọi là Đông Nam Á lục địa, còn phần quần đảo Mã Lai được gọi là Đông Nam Á biển đảo. Vậy những quốc gia nào thuộc Đông Nam Á lục địa, những quốc gia nào thuộc Đông Nam Á biển đảo? Các em quan sát hình ảnh. Đông Nam Á lục địa gồm Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Lào và Việt Nam. Có 5 quốc gia. Đông Nam Á biển đảo gồm Indonesia, Đông Timor, Philippines, Brunei và Singapore. Riêng Malaysia nằm ở cả hai bộ phận, nhưng về hành chính thì được xếp vào Đông Nam Á biển đảo. Tổng cộng Đông Nam Á biển đảo có 6 quốc gia. Tiếp theo chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu các đặc điểm tự nhiên của hai bộ phận này, đó là các đặc điểm về địa hình, đất đai, khí hậu, sông ngòi, rừng và khoáng sản. Chúng ta sẽ tìm hiểu theo bảng sau. Về đặc điểm địa hình, các em quan sát thì chúng ta thấy địa hình Đông Nam Á lục địa bị chia cắt bởi các dãy núi chạy theo hướng Tây Bắc Đông Nam hoặc Bắc Nam như dãy núi Trường Sơn, dãy Tan, dãy Arakan
vân vân. Ngoài núi thì ở đây còn có các đồng bằng rộng lớn như đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Mê Nam. Như vậy thì ở đây các em thấy địa hình của Đông Nam Á lục địa bị chia cắt bởi núi, cho nên sẽ gây khó khăn cho giao thông theo chiều đông tây, theo chiều ngang. Có nghĩa là việc mà đi từ nước này sang nước khác sẽ gặp khó khăn. Chính vì vậy mà việc phát triển giao thông đông tây là hết sức cần thiết nhằm đẩy mạnh giao lưu kinh tế giữa các quốc gia trong Đông Nam Á lục địa. Còn về Đông Nam Á biển đảo thì địa hình chủ yếu là đồi núi. Núi ở đây là núi lửa phần lớn, đồng bằng ven biển nhỏ hẹp, ít đồng bằng lớn. Về đất đai, ở Đông Nam Á lục địa, ở đồng bằng thì là đất phù sa, đường sông lớn bồi đắp nên là rất tốt. Ở đồi núi là đất ferrite, trong đó có đất đỏ bazan rất màu mỡ. Đông Nam Á biển đảo chủ yếu là đất đỏ bazan màu mỡ. Về khí hậu, các em quan sát đây chính là đường xích đạo. Đông Nam Á lục địa khí hậu chủ yếu là nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều. Tuy nhiên phần phía bắc của Việt Nam và Myanmar do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nên có thêm mùa đông lạnh. Đông Nam Á biển đảo thì các em thấy là gần như là đường xích đạo chạy qua gần giữa khu vực, nên khí hậu chủ yếu của Đông Nam Á biển đảo là khí hậu xích đạo. Ngoài ra, phần lãnh thổ của Philippines từ đảo Mindanao trở lên nằm ở vĩ độ cao hơn, nên là khu vực còn có thêm khí hậu nhiệt đới gió mùa. Về sông Ngòi, các em quan sát hình ảnh. Như vậy thì ở Đông Nam Á lục địa có con sông lớn đó là sông Mekong. Và đây là hình ảnh sông Mekong chảy vào lãnh thổ nước ta và đổ ra biển Đông qua chính cửa. Chính vì vậy mà nó có tên gọi là sông Cửu Long. Còn ở Đông Nam Á biển đảo thì chúng ta thấy sông ở đây ngắn dốc, ít sông lớn. Về rừng, khí hậu nào thì sẽ là rừng nấy. Như vậy thì ở Đông Nam Á lục địa, rừng là nhiệt đới gió mùa. Đông Nam Á biển đảo thì chủ yếu là rừng xích đạo. Về khoáng sản thì các em quan sát, chúng ta thấy là đây là một khu vực rất giàu có về tài nguyên khoáng sản. Đông Nam Á lục địa thì gồm có một số khoáng sản như là than, dầu khí, sắt, thiết. Đông Nam Á biển đảo thì có là dầu mỏ, sắt, thiết, đồng, vân vân. Và đây là bản tóm tắt nội dung phần 2. Các em xem một số hình ảnh. Đỉnh Kakaborazi ở Myanmar, núi lửa Merapi ở đảo Java của Indonesia. Đây chính là đỉnh Phan Xipang ở Việt Nam, cao 3.143 m, được xem là nóc nhà của Đông Dương. Đây là rừng Cúc Phương ở Việt Nam. Đây là rừng nhiệt đới ở Malaysia. Như vậy thì các em quan sát hình ảnh, các em có thể thấy là rừng xích đạo hay là rừng nhiệt đới thì cái thành phần loài sinh vật vô cùng phong phú đa dạng, đặc biệt là có các cái loài thực vật và gỗ quý, giá trị kinh tế rất là cao.
thực vật đa dạng cho nên các loài động vật ở đây cũng hết sức đa dạng, có cả các cái loài thú lớn như là hổ, voi và cả các cái loài bò sát. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu hết đặc điểm tự nhiên của Đông Nam Á. Tiếp theo chúng ta sang phần 3. Đánh giá điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế? Thứ nhất, thuận lợi. Thuận lợi đầu tiên, khí hậu nóng ẩm, đất trồng phong phú, mạng lưới sông Ngòi dày đặc, thuận lợi phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới. Thuận lợi thứ hai, phần lớn các nước đều giáp biển, trừ Lào, thuận lợi phát triển các ngành kinh tế biển. Thứ ba, giàu khoáng sản, diện tích rừng lớn, thuận lợi phát triển các ngành công nghiệp, lâm nghiệp. Bên cạnh đó cũng có một số khó khăn. Thứ nhất, có nhiều thiên tai, sóng thần, động đất, núi lửa, bão, lũ lụt, vân vân. Khó khăn thứ hai, giàu tài nguyên nhưng mà vấn đề khai thác sử dụng tài nguyên chưa hợp lý. Các em quan sát hình ảnh cây lúa nước, cây trồng quan trọng số 1 của nền nông nghiệp nhiệt đới. Rồi một số cây công nghiệp nhiệt đới, cây cà phê, cây cao su, cây hồ tiêu, cây ăn quả nhiệt đới vô cùng phong phú và đa dạng. Đây là hình ảnh về kinh tế biển. Khai thác dầu khí trên Biển Đông. Hình ảnh này là núi lửa phun trào ở Indonesia, quốc gia có đến 150 ngọn núi lửa. Đây là trận sóng thần lịch sử năm 2004 ở Indonesia. Và đây là lũ lụt ở miền Trung Việt Nam. Hình ảnh này chính là khai thác khoáng sản ở Quảng Nam, Việt Nam. Thì các em thấy là họ khai thác với cái công cụ, phương tiện thô sơ, không có bảo hộ lao động. Cho nên là sẽ gây ô nhiễm môi trường và đặc biệt là vấn đề về tai nạn lao động. Tiếp theo chúng ta sang nội dung lớn thứ hai của bài học, hai La Mã dân cư và xã hội. Thứ nhất là dân cư. Các em tìm hiểu theo dạng ý: quy mô dân số, mật độ dân số, tỷ lệ gia tăng tự nhiên, cơ cấu dân số, phân bố dân cư và lao động. Đây là biểu đồ về dân số một số khu vực trên thế giới năm 2005. Rồi các em quan sát biểu đồ thì các em thấy là Đông Nam Á là một khu vực có dân số đông với khoảng 556 triệu người năm 2005, chiếm khoảng 8% dân số của thế giới. Đây là biểu đồ về tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của một số nước Đông Nam Á năm 2005. Ở đây các em quan sát ở cái tỷ lệ gia tăng tự nhiên trung bình của toàn khu vực là 1,5%. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là cao hơn mức trung bình của thế giới. Thế giới chỉ khoảng 1,2%. Gia tăng dân số tự nhiên cao, dân số tăng nhanh. Chính vì vậy mà khu vực này có cái cơ cấu dân số trẻ. Thì trong khu vực các em so sánh về tốc độ gia tăng dân số tự nhiên giữa các quốc gia thì ở đây các em sẽ thấy hai quốc gia
có tỷ lệ gia tăng tự nhiên cao nhất trong khu vực, đó là Philippines và Lào với 2,3% và thấp nhất trong khu vực, đó là Thái Lan chỉ 0,7%. Đây là bản đồ phân bố dân cư Đông Nam Á. Rồi các em quan sát và mật độ dân số. Thì chúng ta vừa nhìn vào mật độ dân số thì ở đây chúng ta thấy có những nơi á thì dân cư rất là thưa thớt, chỉ một người trên km vuông, nhưng có những nơi thì dân cư tập trung rất là đông, trên 100 người trên một km vuông. Vì vậy chúng ta có thể kết luận là dân cư ở đây phân bố và không đồng đều. Thường thì dân cư sẽ tập trung ở những cái nơi mà có điều kiện tự nhiên thuận lợi, ở đồng bằng, ở ven biển, còn ở vùng đồi núi thì dân cư thường rất là thưa thớt. Ví dụ như là ở Việt Nam thì dân cư tập trung đông ở hai đồng bằng lớn, đó là đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Còn ở trung du miền núi thì dân cư rất là thưa thớt. Ví dụ như ở miền núi phía Bắc hay là ở Tây Nguyên thì mật độ dân số rất là thấp. Đây là phần nội dung chính. Dân số đông, mật độ dân số cao, cơ cấu dân số trẻ, gia tăng dân số còn cao, dân cư phân bố không đều. Rồi dân số đông thì có được nguồn lao động dồi dào, tuy nhiên thì trình độ lao động ở đây còn hạn chế. Tiếp theo thì chúng ta sang phần 2 về xã hội. Tương tự, các em làm theo dàn ý cho cô. Thứ nhất là về dân tộc, thứ hai là về tôn giáo, thứ ba là về văn hóa, và thứ tư là về phong tục tập quán. Về dân tộc thì đây là khu vực đa dân tộc. Riêng Việt Nam đã có 54 dân tộc, và tuy nhiên một số dân tộc phân bố rộng rãi, không theo biên giới quốc gia, nên gây khó khăn cho quản lý, ổn định chính trị, xã hội ở mỗi nước. Về tôn giáo thì đây cũng là một khu vực đa tôn giáo. Ví dụ Phật giáo ở Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Thiên Chúa giáo ở hầu khắp các nước, nhiều nhất là ở Philippines với khoảng 80% dân số. Hồi giáo thì có ở Indonesia, Malaysia, vân vân. Rồi thứ hai là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa lớn trên thế giới. Phần này thì chúng ta đã làm rõ ở cái vị trí địa lý. Thứ ba, phong tục, tập quán, sinh hoạt, văn hóa có nhiều nét tương đồng, thuận lợi cho các quốc gia hợp tác cùng phát triển. Các em xem một số hình ảnh sau. Đây là một số dân tộc trong khu vực. Đây là một số công trình tôn giáo. Nhà thờ Hồi giáo ở Indonesia, nhà thờ Thiên Chúa giáo ở Việt Nam, rồi chùa ở Myanmar, đền thờ ở Campuchia. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu hết nội dung bài học. Xin cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và theo dõi.